Mến chào các anh chị đã đến với kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp nha. Chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mấy anh chị luôn luôn đồng hành kênh Em Đi Cuộc Sống Pháp. Hôm nay em sẽ làm đùi gà áp chảo nha. Thành phần gồm có 6 cái đùi gà. Ở nhà có 5 người mà làm 6 cái. Tại con trai mình ăn tới 2 cái lận. Đây là có nước màu đen nè. Đây là có tiêu nè. Đây là có nước xì dầu nè. Xì dầu hiệu Maria nha, bây giờ em ướp nha. Đây mình có 6 cái đùi gà, mình sẽ làm 2 muỗng nước tương đen nha. 1 muỗng, 2 muỗng nước tương đen. Nước tương, đây là nước màu đen nè, mình sẽ cũng cho 2 muỗng luôn. 1 muỗng, 2 muỗng. Ôi giời ơi. Rồi mình sẽ cho thêm chút xíu muối đường bột ngọt cho nhé nha. Ướp đơn giản thôi. Một chút xíu muối, một chút xíu đường và một xíu bột ngọt. Đó, một chút đơn giản thôi nha. Chút nữa lên màu rất là đẹp nha các anh chị. Rồi em sẽ quay một ít tiêu vô nữa. Đấy, tiêu càng nhiều càng ngon nha. Rồi em sẽ cho nó thấm 15 phút, em sẽ bắt nó chảo lên, em khi chảo nha. Đó, bây giờ em trộn lên nè. Trộn nó tới đều nè. Cả nhà ơi, mình sẽ bỏ mấy lát gừng vô nha. Dầu nó nóng bỏ mấy lát gừng vô nha. Mình không có phi tỏi mà em phi gừng nha. Đọc lạ. Rồi em phi gừng thơm rồi nha. Bắt đầu em bỏ đùi gà vô nha. Để nguyên đùi luôn. Chiên cho nó cái mặt da trước. Chiên cái mặt da trước cho nó vàng lên á. Nhà em không có chảo. Chảo nhỏ quá không có đủ. Em làm bằng cái son luôn. Làm ăn khổ, làm đồ ăn khổ lắm á nha mấy anh chị. Không có chung chứng gì đâu. Chiên cho nó vàng cái da nè. Cái mùi gừng nó rất thơm lắm nha. Đây mình chiên đùi gà nó vàng rồi. Bây giờ mình để cái sốt nó con nói vô lại luôn nha. Cái sốt này nó ướp á. Đổ cho luôn. Đổ vô bên trong mình để nắp lại. À, chút xíu lên lấy ra rất là ngon nha. Đây cánh gà đã hoàn thành xong rồi cả nhà. Thì ăn kèm với lại nuôi á. Đây, đây là bông cải nha. Món ăn rất là đơn giản rồi lẹ nữa. Đó. Con chào bà cô chú, con mong bà cô chú anh con. Hôm nay mùa anh nuôi gà. Bông cải. Bông cải con. Bông cải. Ơi, để mời cả nhà ăn cùng gia đình nhỏ em nha. Bữa nay mình ăn nuôi với lại đùi gà nha. Đùi gà lần đầu tiên làm tào lao với đau luôn. Không biết ra kiểu gì luôn. Kệ, các ăn là vui rồi. Chủ yếu là mấy đứa con mình nó thích là được rồi. Mấy đứa nhỏ con mình nó nói ăn ngon quá trời luôn. Đây nước sốt, mình chan nước sốt lên. Mình không ăn mayonnaise ketchup mà mình chan nước sốt này lên cho nó ngon. Đó. Rồi, mời mấy anh chị ăn cùng em nha. Không quá. Đây là có gừng này mấy anh chị. Gừng mình tiêm nãy á. Tiêm nãy á. Ăn vừa có gừng ấm. Ngon quá. Ấm này thì sao. Đây là có bông cải xanh nha. Bông cải mình luộc thôi à. Nãy mình luộc á, mình bỏ chút muối thôi. Khang có cái nĩa này con. Để cắt thịt gà. Có nĩa cắt gà con, dao gà. Bên em ăn đơn giản lắm anh chị ơi. Không có quá cầu kỳ gì đâu. Chủ yếu là ngon là được rồi. Không cần nhiều món. Món một là ngon là được rồi. Đây thịt gà. Gà ngon quá. Được, con lấy cái nĩa con xăm con cắt con dao mà không vô tay á. Hôm nay mình mới đi chợ về luôn. Được không con? Dạ. Ăn nửa tay nửa việc nha mấy anh chị. Ăn ớt nữa. Ngon quá. À, không được, con cầm cái đùi gà con ăn đi. Chúng ta cần làm không? Dạ. Cắt cho. Không quá. Mấy con mình đã nói là cái món này ăn giống như hàng Tây vậy á. Ngon. Đúng không Khang?
Tại mấy đứa con mình nó thích ăn mấy cái nuôi lại gà lắm. Dễ ăn gà. Gà chế biến thì cũng được đó. Cá thì nó không có ăn. Bữa em làm nồi canh chua ra hai vợ chồng ăn đuối luôn. Tôm thì được. Tôm được, tôm kho, tôm rim thì tụi nó ăn. Nấu canh cũng được. Ừ. Nhưng mà gà ăn cái cá mà kho không ăn, cá chiên thì bây giờ nó không ăn luôn. Lúc trước thì nó ăn. Nãy em phi tê, em bỏ dầu vô em làm nữa lại gừng á, cho nên gà nó có tanh mùi của gà. Ngon lắm. Nó không hôi mùi gà á. Cánh dù con gà nó hôi lắm. Làm đồ ăn mà đừng cho nó hôi nó tanh là dễ ăn. Còn nó hôi tanh khó ăn. Ở đây không cần sốt đâu, nước ăn mình vô đẹp đủ rồi. Mình đem nó sốt vô bé, đậm đà ngon lắm đó. Khang thử chế sốt không con? Đó, chế sốt. Chế lên bát đó. Nó thích ăn đường nè. Nãy giờ quay phim không dám cầm được cái nguyên cái đường gà lên cam đậm. Làm chút ăn cũng không tất công nữa mới ngon. Ăn cũng không tất công thì cũng ngon. Ăn đúng tay, đúng tay có ăn không? Cái dao là cắt. Ăn thì mới có cảm giác ngon. Thịt gà đã thấm vô trong luôn nha mấy chị. Còn nóng. Ngon quá. Chứ còn mới kêu có hiếu. Con thịt gà nó. Ăn cho bị mất cục luôn rồi. Ớt nó cay quá, ráng ăn nhiều quá thì mới mất cục luôn rồi. Có được để con. Ngon quá, có cửa. Mệt thiên gái. Uống ly nước to luôn rồi. Mẹ con không có đi đâu. Mẹ con lấy cho chị hai đi nước. Không có này kia đâu. Thấy mất cũng. Con lấy này là con. Ăn kiểu Việt Nam đúng không? Cầm bóp á, đúng không? Ăn kiểu tay khó ăn không? Ngon quá. Múc múc gì nữa mới ngon rồi. Ngon quá mấy chị ơi, gà thấm cho trong ngon quá. Rồi. Xong cái đường gà. Thấm cho trong ngon quá. Nước là mấy cửa này ăn ngon hả Thảo không? Dạ. Ngon quá. Các ba xong rồi hiệu Andy chưa chồng. Andy ăn ngồi thưởng thức. Tại Andy đang món này món của Andy. Muốn ngồi cho Andy ngồi ăn thưởng thức từ từ. Đúng không? Ăn tao bay không biết thưởng thức chứ. Cái bữa nay Khang ăn sao ta hả? Anh Khang, để thấy không có nhìn lên giống như ở dưới không vậy? Ngon quá. Không biết nói tiếng luôn gì luôn. Rồi, bữa ăn đơn giản nhưng mà rất là ngon nha. Mấy đứa con em rất là thích nha. Em cũng không quên cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Luôn luôn đồng hành kênh em được cuộc sống Pháp. Luôn luôn ủng hộ.
Em chúc mấy anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công cho cuộc sống. Mấy anh chị thấy video em hay cho em xin một cái like, một chia sẻ và một cái bình luận dưới nha. Không quên cho em một cái đăng ký nữa. Có hẹn ông bà cô chú video thúc thần. Tôi xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký. Có con chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Rồi. Bye bye. Bye bye mấy anh chị. Hẹn mấy anh chị video tiếp theo.